Hòa chung trong không khí vui tươi của ngày khai trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đến dự lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm. Mở đầu buổi lễ, đại diện nhà trường đã trân trọng đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp năm học mới. Phát biểu khai giảng, nhà giáo Phạm Thu Hà, Bí thư chi bộ hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên cho biết, thành lập từ năm 1920, trải qua 104 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác đào tạo học sinh giỏi, luôn giữ vị trí đứng đầu của quận và top đầu của thành phố. Số học sinh đạt giải cấp quận, thành phố và quốc gia năm học 2023-2024 đạt 437 giải. Tập thể nhà trường đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như huân chương độc lập hạng nhì, hạng ba, huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, danh hiệu anh hùng lao động, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Năm học 2024-2025, thầy và trò trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên cùng thi đua dạy và học hướng tới kỷ niệm 105 năm ngày thành lập nhà trường. Trong tiếng trống khai trường bắt đầu năm học mới 2024-2025, thầy và trò trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên đã vui mừng chào đón hơn 600 học sinh lớp 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã gióng hồi trống khai giảng năm học mới và tặng những món quà rất đặc biệt là những cây xanh nhỏ cho các học sinh lớp 6 của trường.